Nóng nóng nóng, ngon bổ rẻ, áo phông One Piece đã ra mắt thêm rất nhiều mẫu mới bà con ơi. Nhanh tay dinh ngay để diện hè nào, link ở bên dưới này nhá. Spoiler One Piece 1015, nghịch tử Wano đâm ông già, Luffy đã được cứu. Hello, chào mừng 500 anh em bạn tại Sam Soi đã quay trở lại với kênh của mình. Câu hỏi Luffy rơi xuống biển còn sống hay đã chết đã và đang gây sốt trên các diễn đàn dạo gần đây. Có thể nói thì Mũ Rơm chính là thanh niên có số lần gáy sớm và ăn bóp tai nhiều nhất lịch sử. Nhưng liệu sau pha gáy khét trên nóc lâu đài, cậu ta thì có thực sự toàn mạng như những lần trước được tác giả độ trì bằng Haki nhân vật chính? Tất cả thì sẽ có trong chương mới tuần này. Và cùng với đó thì những thông tin nóng hổi về sự trở lại của Sanji và biến cố xoay quanh Yamato sẽ là chủ đề nóng tiếp theo của hồi 4 Arc Wano. Ok, không để anh em phải chờ đợi lâu nữa và ngay bây giờ cùng với Sam Soi đến với video phân tích Spoiler One Piece Chapter 1015. Chương mới mang tên là Xiềng Xích, một hình ảnh ẩn dụ hết sức thú vị mà Bao Đa đã dùng cho tiêu đề lần này. Mình thì sẽ phân tích rõ hơn ở ngay bên dưới. Đầu chương là không tranh u ám bao trùm lâu đài khi mà Liên minh Samurai hay tin Luffy bị Kaido đánh bại. Đây là một sự thật phũ phàng nhưng lại không quá bất ngờ. Ngay từ đầu thì rất nhiều người đã bán tín bán nghi về việc hợp tác của một băng hải tặc để chống lại hải tặc. Hơn nữa thì nhìn Luffy thì trông gầy còm, để mà so sánh với Kaido thì không khác gì là châu chấu đá xe. Lý do chính họ quyết tâm tiến đến Onigashima là bởi mối thù cần phải trả cho gia tộc Kozuki, cùng với sự cam kết của nhóm Kiểu Bao và chúa công trẻ tuổi Momonosuke. Thế nên khi mà Bao Hoang thông báo tin tức này ra khắp đảo, họ thì gần như mất đi một nửa động lực để chiến đấu. Một số người thì còn truyền tai nhau, tiếp tục chiến đấu thì cũng vô nghĩa. Liệu chúa công Momonosuke thì có an toàn không? Giờ đây thì niềm hy vọng đánh bại Kaido coi như là không còn. Họ thì đang phân vân là có nên tiếp tục bán mạng khi mà ngay cả thông tin nhóc Momo còn sống hay đã chết thì vẫn chưa rõ. Thật khó đòi hỏi nhiều hơn ở các samurai này, họ thì giờ đây như rắn mất đầu. Hai chủ công của liên minh thì đều lành ít dữ nhiều. Đây thì thực sự là đòn tấn công tâm lý chí mạng mà Tứ Hoàng Bách Thú đã mang lại. Trong khi đó ở khu chính điện, sau khi quá phấn khích vì màn thể hiện mãn nhãn của Chopper trước Queen, thì bọn lính phản tặc của Bắc Bách Thú giờ đây thì đã trở lại mặt đất. Bọn chúng thì chán chê cái cảnh là lấy thân mình lấp đố cho mai này rồi. Nhưng mà cũng phải công nhận là ông xếp cú Kaido thì quá mạnh so với phần còn lại. Bọn này thì thực sự là không biết đâu mà lường, chỉ cần phe nào có lợi cho chúng, chúng thì sẽ chấp thuận và bán thân cho giặc. Liệu sắp tới Gifter, Whiter thì có một lần nữa quay xe chui vào cái hang mới đào xong không? Ở giữa sự hỗn loạn tại sảnh ca múa nhạc, Chopper và Queen thì vẫn đánh vần nhau như chó với mèo. Sau khi chiếm được chút ưu thế thì cũng đến lúc bác sĩ Băng Mùa Rơm hết thời gian sử dụng thuốc. Dạng Monster Boy thì đang đếm ngược từng giây. Nếu không quyết đoán chấp nhận sự mạo hiểm là thử nghiệm loại thần dược mà Caesar đã tiến cử, vài phút nữa thôi, Chopper thì sẽ không còn là mối oan ngại của tên Okanban bệnh dịch nữa. Trong lúc đám đông thì đang hô hào cho bác sĩ Băng Mùa Rơm, Queen thì bất ngờ phản công. Hắn tuyên bố chỉ đơn giản là đang nô đùa với chú tuần lộc mũi xanh thôi. Chưa rõ câu nói này thì có phải là ngụy biện không, nhưng sự thật là Chopper không chỉ vả cho hắn sấp mặt mà còn quật như con cờ hó. Bị bón hành từ lâu thì đã là nghề của Queen rồi, thế nên thì có lẽ hắn thì vẫn chưa đã cơn ghiền với những cú đấm không đủ thấm so với những gì mà phải hứng chịu từ Tứ Hoàng Binh Mâm ở nhà tù Udon. Cần đến một đối thủ nặng ký hơn để làm cho Queen cảm thấy thỏa mãn hơn. Ở đằng xa thì tên la liếm Perapero thì vẫn vô cùng khó chịu. Hắn thì liên tục chọc gậy bánh xe, khiến cho Chopper nhanh chóng mất sức hơn so với dự tính. Perot thì tung thêm một cơn mưa đạn, cú bắn thì ghim thẳng vào lưng Chopper. Nếu cứ đạn này, bác sĩ Bong Bong Rơm thì sẽ rơi vào trạng thái, đó là tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được mà lui thì cũng chẳng xong. Vừa phải cố gắng né tên chơ dơ ở phía sau, vừa phải đối đầu với một kẻ trị giá 1 tỷ 3 ở trước mặt. Và ngay lúc này, tận dụng sơ hở, Queen thì chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Nhưng mà trước khi tung chiêu, biến mạng xảy đến rồi. Như thường lệ thì ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên. Ngụp lặn đã lâu thì giờ đây đã đến lúc ai đó tái xuất giang hồ. Người mà anh em đều biết là ai đó thì kịp thời xâm nhập khu chánh điện và can thiệp vào trận chiến giữa hai nhà y học của hai phe. Sanji đó anh em, là Sanji, các bạn thì không nghe lầm đâu. Anh ba thì trên tay mang xương rồng rất đau nhưng mà vẫn cố gắng hỗ trợ tốt cho đồng đội. Trong thời khắc quyết định thì chân đen đã tung ra chiêu thức chưa từng có. Một đường kiếm cắt ngang Queen khiến hắn ngã nhào ra xuống đất. Được biết thì Sanji tạm thời thay thế vị trí của kiếm sĩ Zoro.
anh ta thì đang tiến vào hình dạng người kiếm hợp nhất trong truyền thuyết thập tự kiếm pháp trong môn phái Nga Mi. Hiển nhiên tất cả là chỉ do mình chém gió ra thôi. Thực chất thì anh xuất hiện và tung cú sút Diable Jumbo uy lực vào bụng của Queen Bệnh Dịch, trong khi thì trên tay vẫn còn đang mang theo báu vật của Nhật Bản là Marimo Tảo Cầu. Hành động này như một cú vả trời giáng vào mặt tên Okanban tóc vàng kia. Này thì xạo sự đòi chơi đùa với Chopper à? Nhìn ta đây, chơi với người đôi chân đen thui là đủ. Đôi tay ta thì còn đang bận nâng niu tình yêu đây này. Thế là trận chiến được mọi người mong đợi nhiều nhất thì cuối cùng cũng đã xảy ra. Kèo solo kinh điển giữa hai kẻ tóc vàng và đúng như dự đoán, bay vào Anhui Queen là cứu cánh cuối cùng để Sanji gỡ lại danh dự cho bản thân. Giờ đây thì không ai đủ sức ngăn cản anh ba tỏa sáng nữa. Thật tuyệt khi mà lại thấy được Sanji chiến đấu đúng không anh em? Anh em thì vote kèo này thế nào? Liệu đâu mới là kẻ tóc vàng chính hãng đây? Chuyển cảnh từ sảnh ca múa nhạc sang khu tầng 1. Cuối chắp trước thì hẳn mọi người thì còn đang rất hoang mang về tình trạng của Kiku và Kinemon. Kiku và Kanjuro coi như 99% là ngủm rồi. Còn ông Kin thì chưa biết sống chết ra sao. Tiếng la thất thanh của Momonosuke và Shinobu khiến mình cảm thấy hỏa hồ ly lần này khó thoát khỏi nạn tử. Dẫu gì thì đó cũng là cái chùy sắt thương hiệu của Kaido. Hình ảnh song kiếm gãy đôi là mình liên tưởng đến việc là nếu giả sử Kinemon có thể tai qua nạn khỏi thì chắc hẳn không ít thì cũng nhiều, ông thì sẽ gia nhập lại câu lạc bộ tàn tật mà xanh tóc đỏ là hội trưởng. Hơi tiếc bởi vì trong đoạn spoil thì không có chi tiết nào nhắc đến người lãnh đạo của Kiều Bao. Có lẽ thì bản chính thức thì sẽ rõ ràng hơn. Rồi, sau đây là điều mà chúng ta đã chờ đợi suốt một tuần qua. Liệu những lời mà Momo nghe thấy là gì? Ở chắp trước thì mình có đưa ra dự đoán đó là tiếng nói của Junisa. Tuy vậy thì hình như vẫn còn quá sớm. Ngay trong chương này, Bauda thì đã tiết lộ hẳn luôn bí mật đó cho mọi người cùng biết. Trong tình trạng hoảng hốt, Shinobu thì bế được nhóc dâm long ra khỏi vụ nổ của Kaido. Cậu thì cầm trong tay con cóc của Bao Hoang và tận dụng chức năng livestream của nó để thông báo với mọi người một tin vô cùng quan trọng. Cậu ta nói rằng bản thân thì vẫn nghe rõ tiếng của Luffy nên vẫn còn hy vọng mũ rơm sống sót. Điều này thực sự điên rồ. Bằng cách nào đó, mối liên kết giữa Luffy và Momo đang trở nên quá lớn. Nó không chỉ đơn thuần là sự cảm nhận nữa, giống như thì nhóc dâm long có thầm giao cách cảm với Kuru vậy, thậm chí là lúc Luffy đã nằm dưới biển. Hiển nhiên khả năng này thì cần được Bao Đa làm rõ hơn. Làm sao mà nhóc Momo có thể sở hữu một bí thuật mạnh mẽ đến thế? Phải chăng thì mối liên kết ấy đã được dự đoán trước? Khi mà băng mũ rơm tiến vào tân thế giới, những con vua biển thì đã truyền tai nhau rằng rồi đây, sớm thôi, hai vị vua sẽ gặp nhau. Qua đó thì giả thuyết của mình về việc khoảng thời gian tiếp theo sẽ là sàn diễn đỉnh cao của chúa công trẻ tuổi lại càng thêm có niềm tin. Nhờ có Kinemon tạo đường máu, Shinobu và Momo tạm thời thoát khỏi cú chùy bất ngờ từ Tứ Hoàng Bách Thú. Nhưng ông ta lần này thì có vẻ không dễ dàng gì bỏ qua cho nguồn cơn rắc rối từ gia tộc Kozuki. Chỉ có hạ sát con trai của Oden, Kaido thì mới tránh được đêm dài lắm mộng. Ông đuổi theo hai người họ sát sau. Nếu không có ai can thiệp, một mình Shinobu chỉ là tấm bình phong cho ông ta đấm mà thôi. Bây giờ thì là tình trạng nhân vật chính của chúng ta. Lời tuyên bố của Momonosuke về tình trạng của Luffy thực sự đáng giá. Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng nó thì sẽ là niềm khích lệ tinh thần to lớn. Không chỉ riêng việc là khẳng định thuyền trưởng mũ rơm thì vẫn còn có cơ hội sống sót, mà qua hành động này, toàn bộ samurai trên đảo được biết là chúa công của họ thì vẫn còn đang an toàn. Đó thì tiếp tục lại là màn chuyển biến tâm lý quan trọng, lập tức vực dậy tinh thần đang lung lay của phe liên minh. Mình tin rằng trong các kèo solo dưới nóc lâu đài, lợi thế thì lại biết đâu chừng lại nghiêng trở lại cho băng mũ rơm và các chiến binh samurai quả cảm. Hiện tại thì đã có ai đó vớt được xác Luffy, nhưng mà danh tính thì vẫn chưa được tiết lộ. Đấy, chết làm sao được anh em ạ. Anh là main mà, vấn đề nằm ở chỗ, người này thì không biết là bạn hay là thù đây. Khả năng thì các thành viên bảng tặc trái tim là cao nhất, nhưng mà ai biết được Bao Đa thì nghĩ gì trong đầu đúng không? Chuyển cảnh sang tình hình bên phía nhóm Nami, có tin vui anh em ạ. Đang chạy thục mạng về để on the mic với cả nhà yêu, thì bỗng chợt chị đã nghe thấy giọng nói phát ra từ cây gậy thời tiết của mình. Cô ta thì đang nói chuyện với ai đó bên trong, khả năng cao đó là Zeus chứ không còn ai trồng khoai đất này nữa. Sau khi bị Hera nuốt, mình có dự đoán là Zeus không dễ gì chết vậy đâu. Nhưng mà nếu Bao Đa cho thằng nhóc sống sót bằng cách là trốn trong cây gậy thời tiết thì mình quả thật là méo nghĩ ra nổi. À, cũng phải thôi, một con homie vừa mạnh vừa dễ thương hợp gu Nami như này mà cho đai thì uổng biết mấy anh em nhỉ. Nếu Zeus thực sự còn sống và về dưới trướng của chị đại
đây thì sẽ là sự bổ sung sức mạnh không thể nào tuyệt vời hơn trong những trận chiến sắp tới. Đặc biệt thì với nhiều năm ăn nằm bên chúng bạn, Ziyech thì sẽ rất hữu ích trong việc là chỉ ra điểm yếu của Prometheus hay Napoleon, thậm chí là cả Mama nữa. Ngay bên cạnh, đúng như dự đoán, Lo thì đã kịp thời ứng cứu cho Kip. Anh Luật và anh Cap sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cầm chân Big Mom. Nếu để bà ta tái hợp với Kaido một lần nữa, thì Onigashima chính thức trở thành một cái bình địa. Mình tin rằng với trí thông minh của Lo, anh sẽ tìm ra cách để tương kế tiểu kế để giữ chân Mama lâu nhất có thể, mặc cho cả hai đều thương tích đầy mình rồi. Thế nên trận chiến này thì tạm thời chỉ nói về nó bấy nhiêu thôi. Thông tin nóng hổi không kém tiếp theo là cảnh hai cha con Kaido, Yamato chạm mặt nhau. Nghịch tử Wano xuất hiện vô cùng đúng lúc, ngăn chặn ông già đơ một thằng nhóc 8 tuổi. Từ đằng xa, Cole hét lớn: "Kaido!" với vẻ mặt tức giận khôn cùng. Còn Tứ Hoàng Bách Thú thì mặt mày cau có: "Gọi ta là cha, Yamato." Cô ta đáp lễ bằng một cú chùy và nói: "Tôi đến đây để phá vỡ xiềng xích giữa tôi và ông." Ấy thế là trận thanh lý môn hộ giữa nhà Bách Thú thì chính thức diễn ra. Mọi thứ thì đang đi theo đúng những gì mà Yamato mong muốn. Từ nhỏ thì cô luôn xem Oden là thần tượng, căm ghét trước những việc làm sai trái của cha mình. Nhưng vì tình phụ tử, cô thì vẫn nhận mình là con trai của Kaido. Cho đến khi Luffy xuất hiện, phá vỡ dây xích trói chặt hai tay, thì Yamato mới nhận ra rằng lão già thì thực sự trả xem mình là con lão, sẵn sàng bỏ đi nếu như mà cần thiết. Thế nên thì tất cả chúng ta đều trông chờ màn trả thù ngọt ngào mà nghịch tử Wano dành cho chính người cha của mình. Không chỉ là cảnh cha con tàn sát nhau, đây thì còn là cơ hội tốt để Bao Đa chỉnh làng sức mạnh thực sự của Yamato. Điều mà tất cả mọi người đã thắc mắc suốt mấy tháng qua. Bên cạnh đó thì sẽ thật tuyệt vời nếu tác giả dành ra vài chương để nói về quan hệ cha con của Kaido. Thực sự thì mẹ của Yamato là ai? Tại sao chưa bao giờ được ông ấy nhắc đến? Liệu rằng người phụ nữ bí ẩn này thì có phải là một trong những nguyên nhân cô ta ghét cha mình đến thế? Dù gì thì chuyện thì cũng tạm ngưng tại đây rồi. Mọi dự đoán để lại cho tuần sau anh em nhé. Rồi, ok, và trên đây là video phân tích spoiler mới nhất One Piece Chapter 1015. Anh em thì ấn tượng nhất với chi tiết nào? Đừng quên là ấn nhẹ một like, đăng ký kênh để luôn ủng hộ cho bà Tà Xăm Soi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye! Đã, sự ngồi kaker dẫn, 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 sự ngồi k